Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị. Trong cái thời gian gần đây, quý vị cũng rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm đến hoàn cảnh của em Hạnh ha. Rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm, lo lắng đến sức khỏe của bé Hạnh. Có thể rằng là cô chú anh chị coi bé Hạnh giống như là người thân ruột thịt của mình. Nhiều cô chú anh chị muốn hãy cập nhật cái video thường xuyên để mà xem là tình hình của bé Hạnh như thế nào. Nhưng mà cũng nhiều cô chú anh chị là xem video quý vị rất là áp lực lo lắng, không biết rằng là bé Hạnh như thế nào. Nhiều cô chú anh chị đang xem video vậy đó, gọi điện thoại cho Hải là khóc luôn trên cái cuộc gọi điện thoại này vậy cả nhà. Hải thì cũng rất là áp lực rồi, cũng rất là căng thẳng quý vị, bởi vì mình là một người mà trực tiếp á quý vị, để mà đến thăm bé Hạnh đó, nhiều lúc cũng như là thót tim ra ngoài nữa. Mà cô chú anh chị nhiều người đang gọi khóc giữa chừng rồi đó cả nhà. Và nhiều cô chú anh chị là cũng muốn là Hạnh được sống cả nhà, chỉ chỗ này chỗ kia rồi chị ăn cái này uống cái kia, nói chung là rất là nhiều. Hãy muốn để cho cả nhà mình cùng nghe một cái đoạn ghi âm này thôi ha, để cho cả nhà nghe để mà hiểu được cái tình cảm của quý vị cô chú anh chị dành cho Hạnh ha. Alo, dạ em nghe. Dạ anh Hải phải không? Nghe. Dạ đúng rồi. Dạ, anh cho em kết bạn Zalo với anh đi. Em thấy hoàn cảnh của em Hạnh, em thương quá, em không biết làm sao giúp đỡ. Anh kết bạn Zalo với em đi. Dạ rồi. Đó, đó một đoạn ghi âm ngắn đó cả nhà. Mẹ Hạnh cũng trải qua một cái đợt gọi là đại phẫu thuật rất là nặng quý vị, nói như là đại tràng rồi đường ruột này kia, nói chung là nói đến ba đoạn vậy cả nhà, ở một người bé nhỏ như vậy đó cả nhà, nhưng mà chịu một cái nỗi đau rất là lớn như vậy. Thì cũng có những cô chú anh chị nhắn tin cho Hải cũng nói là Hải ơi, cho em đi ra thăm cô Minh đi, đi thăm cô Minh là chia sẻ hoàn cảnh nào cho nó vui vui chút để cho nó bớt áp lực cả nhà. Thì hôm nay Hải cũng không có ra của mình được, chưa ra được cả nhà. Thì hôm nay Hải cũng muốn chia sẻ thêm một chút về cái chủ đề là hôm nay Hải cũng đi lên chỗ Bà Nà Hills ha, cùng với mấy cô cũng ở từ miền Tây ra đây ha, ra ngoài miền Trung Hải đi du lịch đó. Thì hôm nay Hải cũng muốn chia sẻ thêm cho cả nhà một cái chủ đề này ha, giống như để cho mình xả bớt cái stress cái căng thẳng cả nhà ơi. Thì hôm nay Hải cũng có đánh bé Hạnh, thì bé Hạnh cũng sức khỏe cũng tạm ổn một chút rồi cả nhà ơi, cũng có một chút tiến triển đó. Thì cô chú anh chị cũng an tâm ha. Đấy, hôm nay thì bé Hạnh cũng đến cái ngày phẫu thuật thứ 20 rồi, ngày 20 rồi cả nhà. Thì nói chung là cũng hôm rồi Hải cũng có đưa bé Hạnh đi bệnh viện cả nhà, thì bệnh viện không có nhận. Rồi bé Hạnh về nhà thì hôm nay thì ăn uống cũng tốt hơn chút rồi ha. Thì cả nhà cũng yên tâm, cô chú anh chị cũng yên tâm một chút, cái này em cập nhật một chút thôi. Còn hôm nay Hải sẽ đưa quý vị đến với Bà Nà Hills, một điểm du lịch rất là nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng ha. Dạ, Hải cũng xin mời tất cả cô chú anh chị cùng Hải ha đến thăm Bà Nà Hills, gọi là tiên cảnh đó cả nhà, một cái cảnh đẹp tiên cảnh ha. Xin mời cô chú anh chị cùng theo dõi. Dạ. Sau khi mua vé xong thì mình đi lên cáp treo cả nhà, đi cáp treo lên trên đỉnh núi ha. Rất là đông cả nhà. Hôm nay thì vé của người Đà Nẵng, Quảng Nam thì được giảm giá. Người lớn là vé là 350.000, trẻ em là 250.000 ha. Còn người ngoài tỉnh thì giá vé là 950.000. Nếu như ăn có buffet nữa thì 1.250.000. Giá vé thì cũng tùy cái chỗ họ bán cả nhà. Và giá cố định là vậy ha. Rồi, gia đình của mình đi lên đây rồi cả nhà ơi. Wow.
You know, that's this in Hong Kong. Really? Yeah, do you know they killed the person? No, I didn't know it happened. Timing. Okay, wait, let's get a picture. I'll use your video because I want to enjoy it. Can you take a video of us too? Bên kia cũng có một cái dãy cáp treo nữa hả? Thì nó có hai lối đi hả? Dạ. Dạ, chiều rồi mình xuống mình về hướng kia. Wow, quay lại đây nữa này. Tại sao lại có một cái nơi đẹp như thế ở trên núi? Làm sao người ta xây dựng được mình hỏi ta? Còn xây dựng cả một cái cầu bàn tay. Oh. Đã hả? Giờ vào trong sương mù rồi. Vì đàn ông đi Bà Nà Hill là một thiếu sót. Wow. Wow. Nhìn bên dưới kìa. Oh my god. Đã chưa? Ôi, không thấy gì cả chứ. Không thấy gì đâu. Không thấy gì nữa luôn rồi. It's so cool. Wow, phê chưa? Đi ngắm nổi cái này là thấy đủ đẹp rồi đúng không? Trời ơi, cái này đẹp quá. Bên kia có mây kìa. Bên này không có. Nhưng mà bên này đẹp, đằng kia lại ngắm mây. Bọn em ở đâu đi tới đây đó? Bọn em ở Hà Nội. Hà Nội, à. Ở đây em người đây à? À đúng rồi. Anh đi lần thứ 7 rồi mà em vẫn thấy đẹp mà. We should have gotten coffee. I shouldn't have let you talk me out of this. Well, I told everybody coffee. Wow. Earlier, Vietnamese coffee. And everybody said no. So like, if we're not getting coffee, we're not getting Vietnamese. That's fine. I didn't hear you say we should get me. But yeah, I didn't. Yeah, earlier I said, and somebody said on the way back. Like it's when it's clear. Oh well, whatever. Nhưng mà vẫn không được sáng lắm. Oh my god. Wow. Rồi, tới nơi cả nhà ơi. Đi hôm nay thì lấy cái bàn tay bàn trước này. Đây là cầu vàng cả nhà ơi, trên Bà Nà Hill. Ồ, bây giờ rất là đông luôn. Ồ. À, trời thấy người không á cả nhà. Kiếp luôn. Wow. Wow. Này không biết sao chụp ảnh luôn ha. Wow. Dễ lạc luôn á. Kẹt người thôi cả nhà ơi, giống như là bị tắc nghẽn giao thông rồi. Rồi tới cái bàn tay không lùi thôi, qua vô anh Hòa ơi.
Ở trong tay phóng lột rồi đi kia không? Ờ, mình xuống đường qua đây hả? Xuống luôn hả? Xuống đây không? Xuống luôn đi. Đây bên dưới cả nhà, bên dưới đây cả nhà, bên dưới rất là đẹp luôn mà hôm nay sương mù cả nhà, chắc cũng không có quay hình ảnh cũng không được đẹp như cả nhà. Bây giờ trên này rất là lạnh. Từ từ đấy là trước là một cái ngôi nhà ở phía đây này, công viên này chuyển xe là chưa này. Nhưng mà vé của mình không có kèm xe chuyển. Wow, cả nhà ơi, hôm nay phía trên này bây giờ thì sương mù nó bao phủ rồi. Không biết một tí nữa trời có nắng ra không ha. Trời thì không có mưa nhưng mà sương mù rất là nhiều luôn. Bạn nào mà thích sương mù ha, mình đi lên trên này. Và nhớ rằng là ở dưới Đà Nẵng thành phố ha, trời nó nắng rất là nóng ha, nhưng mà khi mà lên trên này á là nó lạnh lắm cả nhà. Nhiệt độ bây giờ mình nghĩ tầm khoảng 17 18 độ trở lại thôi cả nhà ơi, rất là lạnh luôn. Bà con mình có đi du lịch trên này thì chú ý là đem thêm một cái áo ấm nữa nha. Bên dưới Đà Nẵng lúc nãy thì trời nó cũng rất là nóng ha. Nói chung là nóng nóng lắm nhưng mà cũng rất nóng, kể cả là mùa đông mùa hè hay là bất cứ mùa nào cũng vậy đó. Giờ là không thấy đường luôn rồi, tứ thui rồi. Wow, cả nhà ơi. Dạ, trời ơi đẹp quá cả nhà. Wow, một cái vườn hoa. Trời ơi, ai mà thích hoa lên này. Wow, trời ơi cả nhà ơi. Đây nữa cô ơi. Trời ơi cả nhà. Ai mà thích hoa thì lên đây chắc mê hồn luôn ha. Wow, anh nhà thấy du khách ha. Wow, trời hoa quá đẹp quá nhờ. Đây cả nhà, mình quay vòng lại một lượng ha. Đây, oh, wow, đúng là tiên cảnh luôn cả nhà ơi. Wow, wow, phê luôn, hoa tulip cả nhà, màu đỏ màu vàng, quá chừng hoa luôn ha. Wow, cái này nói chung là đi á cả nhà, nếu như mà đi một ngày thì đi không hết cả nhà ơi. Mùa tulip cả nhà. Wow, quá xuất sắc luôn ha. Và ở đây cũng hoa rất là rực rỡ luôn cả nhà. Wow, bà Nà Hiêu hãy thấy thay đổi cả nhà, mỗi năm thấy mỗi khác cả nhà ơi. Hãy đi lên đây hình như là lần thứ 7 rồi cả nhà, nhưng mà mình vẫn có cảm giác là rất là thích đi. Ban đầu thì mình nghĩ rằng là đi lên đây rất là chán cả nhà, vì đi nhiều rồi đó, nhưng mà mình đi lên đây bây giờ mình thấy cũng rất là thích luôn. Wow, đây cả nhà. Ồ, cái này cục đá mà họ làm ra vậy cả nhà. Wow. Yeah. Cái này là nhân tạo. Dạ. Đúng rồi hả? Oh, cả nhà ơi. Quá đẹp luôn ha. Đây là một cái mảng đá lớn cả nhà. Họ làm lại cái này cả nhà. Chúng ta hãy quay quanh một vòng cả nhà cùng xem nha. Đây đúng là một cái vẻ đẹp gọi là tiên cảnh luôn cả nhà. Đây cả nhà ơi. Wow, đây là hoa nè ha. Trên này trồng rất là nhiều hoa và thời tiết ở trên này cả nhà. Nó lạnh lạnh như vậy đó ha. Nên là trồng rất là nhiều hoa, giống như là ở Đà Lạt trồng được là ở đây trồng được hết ha.
Còn đây là những cái vườn nhà kiểu dạng Pháp ở nhà, nhưng mà bây giờ thì sương mù rồi, không có thấy rõ ha. Wow. Anh nghĩ rằng là ai mà đi đến Đà Nẵng ha, thì hãy nghĩ nên ít nhất một lần đi đến Bà Nà, sắp xếp để trải nghiệm. Rất là đẹp cả nhà. Wow, quá đỉnh luôn ha. Chức sắc, quá chức sắc luôn cả nhà. Hãy cũng có một cái kế hoạch trong cái năm 2024 này nha ha, là sẽ quay thêm về những cái chủ đề du lịch ẩm thực ha, để cho cô chú anh chị ai mà đi du lịch Đà Nẵng mình có thể xem video của Hải ha, mình biết trước những cái chỗ đó để mà mình có thể mình đi ăn uống này, mình trải nghiệm cho nó được dễ dàng hơn ha. Yeah. Wow. Bây giờ là mình đi vô phía trong này là có cái gì đây? Bởi vì mỗi năm mỗi khác cả nhà, nên mình đi mình năm ngoái hay đi hai lần, nhưng mà năm nay hay đi lại thấy giống như là mình bị lạc đường luôn cả nhà. Mình xem ở trong này có gì. À, trong này như là có phim 4D ha. Giờ tầng 2 giao lộ trăng, rạp giao lộ trăng. Dạ này có phim 4D, 5D gì đó cô ạ. Dạ. Cả nhà ơi, hôm nay đi lên đây toàn là sương mù không à. Cảnh đây rất là đẹp luôn cả nhà, nhưng mà cái nhà này mua không à. Ôi nhà hoa cả nhà. Sau khi mà đi dạo chơi cả nhà rất là mỏi chân rồi, bây giờ đến giờ ăn trưa. Cả nhà thấy ở phía sau phía trước rất là đông đây, xếp hàng chờ vô nhà hàng cả nhà. Thời tiết này giờ rất là lạnh luôn, thấy sương mù bao phủ ha. Bao giờ nó xuống rồi. Rất là đông. Trời. Anh một phê một phần là 350.000. Quá đông. Rồi bán đây thôi. Đông người quá cả nhà. Hãy cũng đi dạo một vòng để quay cho cả nhà cùng xem nhé. Rất là đông cả nhà, bởi vì đông thật. Dạ hôm nay hãy đi vào Bà Nà, nhưng mà do cái thời tiết cả nhà, nó bị sương mù và mưa phùn đó, nên là có rất là nhiều cảnh đẹp mà mình không thể quay được quý vị. Một phần nữa là do trời nó rất là lạnh, thay đổi thời tiết rất là đột ngột. Ở Đà Nẵng thì hôm nay tầm khoảng 30 độ C cả nhà, nhưng mà lên trên này thì lúc nãy mình kiểm tra thì có 16 độ thôi. Nên là hôm nay là mình phải đi về sớm, không có chia sẻ nhiều cho cả nhà xem được ha. Nhưng mà hãy
cũng muốn chia sẻ đến quý vị rằng là ở trên này thì rất là đẹp luôn quý vị ơi. Nói chung là không tiếc cái đồng tiền mà mình bỏ ra đây để mình đi du lịch ha. Dạ. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì mấy cô cháu ngoại cũng đi xuống núi cả nhà ơi. Dạ, hồi nãy ở trên núi rồi. Sao cả nhà thấy không? Cả nhà thấy cô nè. Chào cả nhà. Dạ, chào cả nhà, khán giả cái cuộc sống miền Trung nha. Có cái sống miền Trung. Dạ. Hôm nay mấy cô đi từ miền Tây cả nhà ra miền Trung để mà tham quan Bà Nà Hiêu. Mấy cô đi có mệt không mấy cô ơi? Cô. Đi không mệt, nhờ uống hết to. Hết to đây. Đi không mệt nhờ uống hết to xăm đúng không? Uống hết to xăm. Trời ơi, hôm nay có... được khỏe mà được ngủ ngon nữa. Dạ. Cả nhà vô mua ủng hộ Hải là gì đó, cuộc sống miền Trung đó. Dạ, cảm ơn cô nha. Cô uống khỏe rồi cô đi bộ, trời ơi. Có nhà đuống khỏe lắm, không có mệt. Dạ, không biết ở nhà đuống cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi không ha? Năm nay cô chia sẻ chút về cô đi cô Lệ ơi. Cô năm nay 72 tuổi. Dạ, năm nay cô có 72 tuổi thôi cả nhà ơi. 72 mà chưa. Cô 72 thôi. Dạ. Trời. Nhưng mà leo núi khỏe lắm, giờ uống hết to. Dạ, trời ơi, cảm ơn cô nhiều luôn nha. Hôm nay cả nhà ơi, nào mà đi chơi mệt á phải đi đi ngủ không tốt đó thì cả nhà mua một hộp uống thử đi rồi biết à, còn nếu tốt thì mua uống thêm. Dạ. Ủng hộ cho Duy vợ của Hải cuộc sống miền Trung. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Rồi Tina, hôm nay Tina đi sao, thấy Bà Nà có đẹp không Tina ơi? Em thấy là bỏ tiền vé là đủ rồi đó. Đi cáp treo là đủ rồi. Đi cáp treo là đủ rồi đúng không? Chứ không cần gì mà lên chụp ảnh không có xe này đúng không? Không cần. Không cần luôn. Đi cáp quá trời đẹp. Quá trời đẹp luôn ha. Dạ, còn cô Út ở nhà mình hôm nay cô Út cũng lạnh quá cả nhà. Cô Út bị lạnh quá. Lạnh quá cô Út chịu không nổi. Dạ. Hôm nay cho anh có 19 độ. 16 độ. 16 độ hả cô? Sương mù quá trời. Dạ. Ồ vậy đó hả? Hồi nãy con đoán 22 độ mà cô nói 16 độ luôn hả? Trên cáp, trên núi ở trên Bà Nà Hiêu còn có mười mấy độ, 16 độ à. Dạ 16 độ, lạnh quá là bỏ xuống giữa chừng luôn cả nhà ơi. Còn xuống đây thì nóng. Dạ nóng, xuống đây nóng quá. Mưa nữa. Nên là cả nhà cô chú anh chị ha, bất kể là mùa đông hay là mùa gì ha, đi ra Đà Nẵng mà ở dưới thành phố mà nóng nóng ha, mình vẫn đem áo ấm lên phía trên đó nha, chứ không là nó lạnh chịu không nổi đó. Đúng rồi. Dạ, đây còn đây là bác sĩ Giàu hả nhà ơi, cô chú anh chị ai mà có đi du lịch Đà Nẵng thì liên hệ cho bác sĩ nha. Bác sĩ năm sao á cả nhà. À quên, tài xế năm sao ha. Tài xế năm sao. Chăm sóc đặc biệt cả nhà. Bác sĩ Giàu, anh lái xe good lắm mọi người ơi. Dạ. Trời, cô nhìn trong video ha, không ai tưởng cô 72 tuổi ha. Trời ơi, cô còn đi leo mấy cái bậc thang á Giàu. Dạ. Đây còn anh em mình rộng đồ gói. Dạ. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hải nha. Xin chào cô chú anh chị ạ. À. Rồi bye bye. Chào cô. Rồi chào luôn Giàu ơi. Nhà nhớ liên hệ cho Giàu nha. 0905 đúng không Giàu? Dạ. 414154 phải không? Dạ đúng rồi. À. Còn ai mua hết tới xăm thì nhớ gọi cho vợ Hải nha cả nhà. Dạ rồi, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video.